gì đúng không? Đây là ổ cói, hố ổ cói, diện nguyệt, bờ ổ cói, khuyết ổ cói, rồi đây là cánh của xương chậu, ừ, đây là màu chậu, đây là gai chậu trước trên, gai chậu trước dưới, gai chậu sau trên, gai chậu sau dưới, khuyết ngồi lớn, khuyết ngồi bé, khuyết ổ cói, gai ngồi, rồi đây là lỗ bên, đây là ụ ngồi, nhành của ụ ngồi, nhành của xương ngồi, nhành dưới xương mu, nhành trên xương mu, đây là màu bịch, đây là củ mu, đây là màu lược, rãnh bịch, rồi diện, diện xương mu, diện khớp mu, ngành dưới xương ngòi, hả? Ngành của xương ngòi, rồi ở trên, đây là, đây là gò chậu mu, gò chậu mu. Đường cung, diện nhĩ, lòi củ chậu, đây là hố chậu, rồi xương đuôi, chạm đuôi, chạm xương đuôi, hố chạm đuôi, cổ của xương đuôi, yeah. Đường ghe máu, máu chuyển lớn, hố máu chuyển, máu chuyển bé, rồi này là thân xương đùi, củ khuôn ở đâu đây, từ từ, mõm trên là gò trong, mõm trên là gò trong, này là củ cơ khép, rồi mõm trên là còn ngoài, dưới bánh chè, vậy đây ra rồi, rồi qua qua này nha. Đây là máu chuyển lớn, máu chuyển bé, trên máu chuyển bé là cửa, thì nói là cửa thôi, cửa dưới đây là đường lược, được chưa, bên đây là củ vuông nha, củ vuông nè, này là loài củ cơ mông, loài củ cơ mông, rồi này là đường ráp, ráp trong, ráp ngoài, ráp ráp lỗ nuôi xương, diện bùng kheo, diện kheo, diện mặt bùng kheo, được, ok. Rồi là hố, hố gian lò cầu, nói cho cháu rồi xong có má. Đó là